Giao tiếp dễ dàng một của hội quán Tam Thế. Đi 20课. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đừng khách sáo. Bú khờ chỉ. Alo. Với. Ở ngân hàng. Tại yên hàng. Một. Yi. Hai. Er. Ba. San. Có đi ngân hàng hay không? Chuy bú chuy yên hàng. Sách tiếng Trung. Trung vấn su. Hài yu su. Quyển sách này. Trê bản su. Lâm. A Lín. Rất vui được quen biết các bạn. Hẳn cao xin rèn sử nì mân. Hoan nghênh. Khoan yến. Được ạ, cảm ơn. Hào đờ, xie xie. Đều học tiếng Trung. Đâu xuế Trung Quẩn. Đâu xuế Hàn Yủ. Tiếng Anh. Yên vấn. Yên ủy. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ gọi. Chào. Chào. Anh gọi tôi à? Nhi chào wo ma? Nhi chào wo ma? Mai mình gọi bạn. Mình thiên wo chào nhi. Mình thiên wo chào nhi. Thầy giáo gọi bạn. Lão sư chào nhi. Lão sư chào nhi. Bây giờ hãy nghe cách nói tên Phan Thùy Dương. Phan Chuy Yang. Phan. Phan. Chuy. Chuy. Yang. Yang. Phan Chuy Yang. Phan Chuy Yang. Gọi là Phan Thùy Dương với nghĩa tên là Phan Thùy Dương. Chào Phan Chuy Yang. Chào Phan Chuy Yang. Mình tên là Phan Thùy Dương. 我叫 Phan Chuy Yang. 我叫 Phan Chuy Yang. Bạn của bạn tên là Phan Thùy Dương à? 你朋友叫 Phan Chuy Yang 吗? 你朋友叫 Phan Chuy Yang 吗? Xin chào, mình tên là Phan Thùy Dương. 你好,我叫 Phan Chuy Yang. 你好,我叫 Phan Chuy Yang. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tên. 名字. Miếng. Miếng. Zi. Zi. Miếng zi. Miếng zi. Tên của bạn. Nǐ de míngzi. Nǐ de míngzi. Tên của bố bạn.
你爸爸的名字。Tên gì? 什么名字? Tên là gì? Nguyên văn là gọi cái gì tên? 叫什么名字? 叫什么名字? Bạn tên là gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Bạn của bạn tên là gì? 你朋友叫什么名字? 你朋友叫什么名字? Xin chào, mình tên là Phan Thùy Dương. 你好,我叫潘垂阳。你好,我叫潘垂阳。 Bạn tên gì? 你叫什么名字? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại cách nói tên Trương Đông. Trang Tung. Trang. Trang. Tung. Tung. Trang Tung. Trang Tung. Mình tên Trương Đông. 我叫张东. 我叫张东. Mình tên Trương Đông. 我叫张东. 我叫张东. Xin chào, mình tên Phan Thủy Dương. 你好,我叫潘垂阳. 你好,我叫潘垂阳. Bạn tên là gì? 你叫什么名字? 你叫什么名字? Mình tên Trương Đông. 我叫张东. 我叫张东. Bài học này đến đây là hết.